Xin chào cả nhà và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và Trinh Trang và YouTuber Cụ Nguyễn Tuấn. Một buổi chiều đầy vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc và bên gia đình và bên đời thân. Thì hôm nay thì em sẽ chính thức và làm cho mà mấy anh chị và mấy bạn về một món là mì xào mực hấp cẩm ở miền Tây. Thì gồm ở đây thì có mà gia vị thì mì với mà mực. Thì ở đây thì có nguyên cái gỗ mì, ở đây thì có nguyên mà gỗ mì thì cho mà mấy anh chị em đặng xào với mì và mực. Và ở đây thì có được gồm gia vị là bột niêm cành no, mà muối với mà một hũ là bột ngọt đường với một chai là nó tương, một chai nó tương ớt. Thì thêm một chai tương ớt là mình để vô đây đà đặn là mình nó xào mì. Thì hôm nay thì em đang để là dầu ăn vô nghe không? Mấy anh và mấy chị. Em đang để dầu ăn vô ạ. Đó. Bây giờ là em đang để mập mực vô ạ, để mực vô. Em mài quà mấy anh và mấy chị và theo dõi kênh của em và xem video của em và thấy hay và nhấn nút và cho em là nhận xét và em cũng chân thành và em cũng cảm ơn mấy anh và mấy chị và nó rất là nhiều. Ai chào phỏng. Thì mẹ em đang để mà nó bột ngọt nó vô ạ, với cà nó vô chứ đường vô muối. Em đang chọn mực ra nghe mấy anh chị. Mực này thì em mua ở chợ mấy anh chị, nhưng mà mực này thì người ta ở ngoài biển á, người ta mới đem vô mới đâu anh chị. Ở ngoài biển á, người ta mới kéo ở ngoài biển á, xong rồi người ta đem vô mà chuyển lại chợ á, là nó lên chợ là nó hàng mới luôn. Bây giờ là em đang để mì vô nghe mấy anh và mấy chị. Đang để mì vô xào với mực đó. Mì dai ghê chứ. Hôm nay thì em sẽ chỗ trại cho mà mấy anh và mấy chị xem nghe hoài em sẽ xào mà mì nha, mì với mực. Thì em mời mấy anh và mấy chị và em mời cả nhà của mình và trên kênh YouTube của em, những anh chị em ở đằng xa, ở ngoài nước và trong nước và những bạn bè ở nước ngoài, thì em mời nguyên đại gia đình mình ăn chung em ạ. Với em mời mà bà chị mà Niu Châu ăn mì với em nghe. Rồi em mời mà bà chị Hường ở bên Malaysia ăn chung với em. Mời Hoàng Đại mà miền Tây rồi ăn chung với em luôn. Rồi em mời mà những mấy anh chị em khác nữa. Thì mời mà Ngọc Thị thì Hàn Quốc thì... dĩa ra chỗ lịch sự đúng đúng không mấy anh chị em? Em mời cả nhà nghe, những bạn bè nào mà thấy hay mà video em hay thì mấy anh và mấy chị à, nhớ và bóp nút và nó đăng ký giùm em nghe và chụp like cho em ạ. À. Em cũng chân thành và cảm ơn mấy anh và mấy chị. Để đi vô lấy hồ sắt thì để đi, mày lấy cái dĩa bự cho. Ừ. Lại đứng quay đi. Thì mình lấy cái dĩa cho người quay. Ừ. Mày mấy cái đó đi tao.
Bây giờ là em chuẩn bị là em sắc độ cho anh chị. Độ cho này. Trước mặt của mấy anh bảo chị nào là dưa leo, ớt đó. Nó thì rau cải bị xanh, gồm có những gia quỷ đó. Gia quỷ là gồm có là bột niêm cà no nè đó, là gia vị nè, một cái với mà muối nè, và gì đó, thêm đường đó, bột ngọt. Và thứ hai nữa là một chai tương ớt, là đã vô mì. Chai tương ớt anh chị em nè. Bây giờ là mua nguyên một dĩa mì nè. Lu. Ăn ớt không lu? Lu. Ớt không? Lu. Đây em lu em nè mấy anh chị em. Lúc nào ha là em làm YouTube là lúc nào thì nó cũng có nói dẫn nè. Đó. Mày ngồi đây mày giữ nha, mày không ăn được nguyên một thao mì nha mày. Thao mày là công kỹ là sáng giờ tao đi mua, xong rồi tao đi là chị chợ và tao đem về đó. Ngồi đây nha, không được ăn nha không. Chai tớ này mấy anh chị em, cái đồ mình để ở đồ mình xịt vô đây nè. Mình xịt vô những máy này nè. Đó, xịt vô mì. Vừa vừa thôi. Thì mẹ để đi. Hẹn giờ. Em đang để là tương ớt vô mấy anh chị em. Để là món tương ớt vô nè. Chào mẹ, chào điều đó. Mời chào mực với cả gió. Em ăn những mì này xong rồi mấy anh em, là chiều nay là em đi làm, là chiều nay để no là nó tới mai luôn đó. Em mời cả nhà nghe, mời hết cả nhà, mời những mấy anh chị em mình, em mời bà chị Nữ Châu, bà Hoàng Đại Bên Tây, mời mà bạn Hoàng Phú Đi Quy, mời chị Hường và những mấy anh chị em khác, là em mời chung luôn hết luôn nha. Thì hôm nay thì em thì cũng rất mà nó vui mừng, thì hôm nay thì em nghĩ mà lễ được ở nhà ngày 30 tháng 4 thì em làm một món là nấu món ăn đó. Thì giờ mà đãi cho gia đình chúng em ăn chúng em đó. Gia quỵ thì mới nãy thì em đã có mà đã có giới thiệu cho mà mấy anh chị em xem. Bây giờ là em đang trang trí vô nè mấy anh chị em. Em đang trang trí vô nè, thấy không? Đó. Em mời cả nhà nghe, ăn chúng em nghe. Nhiều rồi mẹ. Mật chưa? Rau cần thuốc bắc mà vô nó ngon lắm. Rau cần thuốc bắc. Ở đây thì mẹ em bả đang để mì vô, thì có mà
Thì mẹ em thì cũng mời và mấy anh và mấy chị ăn chung nha cùng em. Mẹ mời mấy anh và mấy chị đi mà. Con mẹ mời đi. Bà này là bà mẹ em nè. À, mấy anh chị em nào có đi mà Mỹ á, có đi Mỹ á, mà có ai quen ai ở bên Mỹ á, hay ở bên Nhật á, mấy anh và mấy chị nhớ quà lòng mai cho mẹ em người nha. Đặng em gả bả đi về bển á, rồi em rồi em lấy tiền về đầu em làm đồ ăn ăn à, không có gì dừng á. À, mẹ em giỏi không mấy anh chị nó bả nè. À rồi ăn rồi cầm thuốc ngoài á. Cầm thuốc đi. Để cà gió lên trên hai lấy đồ đũa gấp để cà gió vô gì á. Gấp để gió vô dĩa quá trời ngon luôn. Ừ để lên đó. Rồi sắp đây rồi. Rồi bưng đi vô chẳng. Ăn đây luôn. Ăn đây luôn hả? Ừ. Lấy chén nước mắm, nước tương. Không lấy nước tương hả? Đưa đây ta đi vô góc tương nha. Còn mẹ lại quay đi tao có nè. Hai mấy anh chị em nghe, hiện bây giờ là em đã là hoàn thành là một dĩa mì nha. Thì quá em mời quà những quà mấy anh quà mấy chị nha. Quá trời ngon. Quá chèn vậy nè, để xuống dưới đi. Mẹ quay dĩa mì, mẹ quay con. Ừ. Để xuống đi tao quay cho ăn. Ừ, vô lấy chén nước tương. Em mà cả nhà nghe, quà mời mấy anh chị em mình ăn chung. Chị chồng lấy miếng nước tương với wow, dĩa mì ngon quá. Rồi lấy nước tương đi rồi với lấy cái chén nữa, gấp từ thơm từ ăn. Quá. Nè, bây giờ là chơi ăn vậy nè. Bây giờ mấy anh chị em bây giờ mình ăn là mình khỏi cần đũa nha. Bây giờ mình chơi cái lục này nè. Bây giờ mình chơi là mình ăn là mình phải ăn vậy nè. Rồi. Ngon mấy em. Bây giờ ngày xưa á, thì á, là trong thời mà nó tiểu sử á, thì đã đũa với muỗng thì nó không có, đúng không? Nhưng mà người ta ăn á, người ta ăn bốc với mà người ta là hả họng người bỏ ta nón ra đi, bỏ nón ra đi. Hai mấy em gì không? Nhà ăn. Trời, lấy đũa. Quá. Mấy anh chị em chờ rồi em ra nha. Mẹ mới quay đi, đứng quay đi, mẹ lấy cho mau, đứng quay hết vòng vòng này. Lấy gì mẹ cái đũa răng. Con đừng vô bớt đi. Đừng, dưa leo để lại. Dưa leo đi lại làm gì? Để đi. Dưa cặp đó, ăn dưa leo làm gì? Em mời cả nhà nghe, mời hết mấy anh và mấy chị nghe, em mời cả nhà. Thì em là em đã hoàn thành là một dĩa mì là xào là nó thập cẩm hả? Nó ngon không mấy anh và mấy chị? Em mời mấy anh và mấy chị nha, mời hết toàn bộ luôn. Em mời cả nhà luôn nha, em mời hết cả nhà. Ngon quá mấy anh bảo chị ơi, ngon quá. Mì xào thập cẩm. À, bây giờ em sẽ đợi là nó tương ớt lên. Đó. Một chút xíu nữa thì em cho quà mấy anh quà mấy chị quà nghe nhạc nha. Nghe nhạc nha. Mẹ cầm gì nè.
cao mỗi ngày, cao mỗi ngày. Ăn đi, quá chẹn dĩa nó ngon à. Thấy thèm sợ không? Ây da. Gấp ra ngoài. Ăn bên nào bên. Hôm quá. Hôm nay là mới lăn qua bếp là chỗ trại. Em mời mấy chị ăn miếng cà giói nha. Mời mấy anh chị ăn nguyên những mì á. Rồi. Chấm nước tương. Nước tương không? Ok. Nó là mặn hẳn này. Bây giờ là em thưởng thức nha, thưởng thức bây giờ em mời mấy anh nói chuyện nha. Lòng thòng cái chén kìa. Bây giờ không phải nói là nó khó mà nó tả được luôn mấy anh chị em. Tại sao mà khó tả không? Tại vì mì nó vừa cay nè. Thứ hai thì mà nước mà tương ớt đó, tại vì nó hấm vô mấy anh chị em, nó hấm vô rất là nhiều. Tại vì nó hấm vô rất là nhiều. Với mực á, dài đường bột ngọt này nè. Những mà mấy cái gia vị này là nó hấm vào mực này nó rất là nhiều quá. Ăn thì thịt cực thì nó rất là nó ngọt ngay. Em mời quà mấy anh quà mấy chị nha. Em mời cả nhà ăn chung em nha. Quay chậm chậm thôi. Biết rồi nó ngon hết biết rồi. Quay dĩa mì này chút đi. Cho người ta thấy thèm chút đi. Qua em á thì ở miền Tây. Qua em thì ở Cần Thơ nha mấy anh chị em. Thì có mà mấy anh chị em nào mà đi Cần Thơ á thì đi chơi á thì nhà em trong đường mà chỗ mà cây cầu Vòng Cống. Cây cầu mà Vòng Cống nha. Thì đi vô đây thì hiện nó tới nhà em rồi. Thì em thì cũng mời những anh và mấy chị. Thì nếu mà có dịp thì anh em mình với bạn bè thì mấy anh chị em mình gặp nhau thì giao lưu thì uống cà phê. Thì mình tâm sự thì mình trò chuyện chung nhau. Thứ hai nữa mình làm những mà cái món ăn ở miền Tây nha. Em mời cái nhà. Em mời cái nhà ăn mực chúng em ạ. Không có gì mà nó tả nổi một dĩa mì. Em ăn dĩa mì này là em nói từ chiều này là nó tới là chiều mai luôn mấy anh chị em. Tại sáng mai là hỏi ăn sáng luôn đó, tin không? Cái salad đồ ăn đó mà cái nhà nghe ngon quá mấy anh và mấy chị ơi, không bao giờ là tưởng tượng nổi, quá ngon luôn, quá ngon. Có cái điện thoại kia quay trong ở dưới à. Đợi đắng. Cắn vô miếng gà miếng nó đắng nhất. Em mời cả nhà nha, ăn chung cho em với chén nha, một chén mì nữa nha.
Mì ngon quá chị em bên nè. Em mời cả nhà nha. Em ăn cái gì đó là em cũng có mà nhớ qua mấy anh chị em chân á. Là em cũng phải mời hết. Tại vì mấy anh chị em là bạn bè của em với là người thân của em không à. Với mà ủng hộ cho em thì em xem mấy anh chị em thì cũng là người nhà của em rất là nhiều quá. Công nhận mì mà xào mực á, là ăn với hộp cẩm là ngon nhất luôn. Rau đồ ngon. Cái này mà nhậu thêm một lít rượu đế nó ngon nè mấy anh em. Em mời cả nhà nha. Thì mấy anh và mấy chị á và xem video em và thấy mà video em hay làm những về chủ đề gấp món ăn thì mấy anh và mấy chị và nhớ và cho em lại là nó nhận xét thì để mà lại bình luận và nó để ở dưới cho em thì em sẽ sang qua nhà của mấy anh và mấy chị lại nha. Và em qua xem video của mấy anh và mấy chị lại và nhấn nút vào nó là cái gì giúp em. Em cảm ơn mấy chị. Thì bây giờ em mời và mấy anh và chị ăn chúng em nè. Ngon quá mấy chị ơi. Mì xào một ăn rất là cay. Mì á thấm đều bột ngọt với cái đồ rất là ngon. Mẹ. Được bao nhiêu phút rồi? 20 phút, 30 phút, 32 phút, 34 à. 20 phút rồi. Được chưa? Nè. Đã đây nè. 20 rồi. Được chưa? Hả? Quay đi. Ăn rồi cái mày xách thùng mày đi tưới mấy cây đủ bệnh cho mẹ ăn chưa? Con tưới rồi. Cây mấy cây đủ bệnh á. Hôm qua mà bữa nay đâu có tưới. Bệnh tưới chứ coi. Quay lên đây. Mấy anh chị em. Em ăn rồi á. Mẹ em nói xong. Mày ăn no xong mày đó là cái nhiệm vụ của mày á. Là mẹ phải đi là nấu tưới cây. Đó. Mẹ đi tưới cây đu đủ với cây dừa. Nhá. Tại vì mà cái nhiệm vụ em á là ăn được hết dĩa mì nè, xong rồi là em là nó đi là nó tưới cây luôn á. Bữa nãy biết gì đừng ăn dĩa mì được rồi, bây giờ là đâu bị đâu. Bữa nãy đúng không? Em mày mới nhanh quả chị nha, ăn với mực cho em nha. Bữa nãy thì em đâu ăn dĩa mì đâu, bây giờ em đâu là nó đi là nó tưới cây đúng không mấy anh chị em? Ăn là bà bắt em đi tưới cây. Đàn ông mà là phải đi tưới cây đúng không em? Tưới thôi. Ngon. Mực này mấy anh chị em là đồ bột ngọt chứ nó thấm vô ăn thịt nó vừa ngọt mà nó vừa mặn mặn. No rồi mấy anh, mời quà anh chị.
Bây giờ là em ăn khách nội này, bây giờ là em cũng chân thành và em cũng cảm ơn và mấy anh Hoàng mấy chị nha, và đã xem video của em thì em cũng gửi đến cho mấy anh Hoàng mấy chị là một ngày lễ là bên gia đình và bên nhà Hăng, và mình đi chơi là nó vui vẻ, và nhớ và đợi lại cho em là nhận xét, và thứ hai là đợi đặng cho em biết là em đi qua nhà của và mấy anh Hoàng mấy chị lại thì xem video của mấy anh chị hiện đại, thì em cũng chân thành và em cũng mà cảm ơn ạ. Mấy bạn mấy chị nha. Khoan, đưa vô dĩa này cho anh. Cạo lên. Đừng có rắc quá. Đừng có rắc quá chứ không có cảnh chú. Mẹ. Chút xíu còn lên đó nằm á, cái mẹ mày. Lên đâu sao được? Không được. Nè, cái đó nó rượu.